vốn dĩ là muốn cùng Công Tôn Niệm liên thủ lừa Tả Tông Vũ, kết quả vừa đến liền đánh hắn rồi. Lần này thì mọi việc trở lên. Không được, muốn mua cũng là ta mua, cô dựa vào cái gì mà mua chứ? Ta là Công Tôn gia nhị tiểu thư của Công Tôn Niệm, phiếu này ta mua chắc rồi. Mọi việc hình như là còn thuận lợi hơn rồi. Nói lại lần nữa, ngươi là ai hả? Công Tôn Niệm? Loại người thô bạo vô lễ như ngươi vậy mà lại là Công Tôn gia? Trình Dĩ Viễn, phiếu của ngươi cũng bán 1000 năm thọ nguyên một tấm hay sao? Cha ngươi dẫn quý tộc tẩy chay phiếu của thời gian, ngươi không đi giúp lại còn ở đây mà xem náo nhiệt gì chứ? Ngươi, cô nãi nãi, chúng ta là phải lừa thọ nguyên của hắn, đừng đánh hắn nhé. Làm việc chính đi, coi như là ta cầu xin cô đấy, có được hay không? Ồ, bản thiếu gia biết rồi, cha cô tẩy chay, cô thì lại đến lén đến mua phiếu, như vậy thì không có ai tranh với cô. Cha con các người thật đúng là phối hợp ăn ý lắm. Ta bỏ ra 1200 năm, đừng bán tấm nào cho cô ta hết. 1500 năm, 1700 năm, 1800, 2000. Hai vị đừng tranh, cần gì phải tổn thương hòa khí. Phiếu là do ta bán, giá cả tự nhiên cũng là do ta định. Đã nghe thấy chưa, giá cả do người bán định, người tăng giá linh tinh gì chứ? Một giá thôi, 5000 năm thọ nguyên một tấm phiếu. Thời gian mới bán có 1000, ngươi mở miệng đã đòi 5000, coi ta là oan đại đầu hả? Như vậy ta còn không bằng đi mua của thời gian cho rồi. Trình Dĩ Viễn điên rồi hả? Thời gian đã nói đẩy lên đến 2000 là dừng tay, thời gian sẽ không bán phiếu nữa. Nói thẳng vậy, thời gian có tất cả là 1000 tấm phiếu, vì để bảo đảm vị trí đệ nhất của hắn, chỉ bán cho ta 490 tấm, mà ta cũng chỉ là lấy ra 290 tấm trong đó để bán. Một người nhiều nhất chỉ bán 190 tấm, như vậy ta vừa có thể lấy được đệ nhị, lại có thể kiếm thọ nguyên, cho nên ta mới hẹn cá nhân hai người các ngươi ra là vì đống phiếu này. Tả não nhì, phiếu trong tay của ta đã là cơ hội duy nhất để ngươi có phiếu rồi, bỏ qua thì phải đợi 100 năm nữa đấy. Ngươi thật sự là không mua sao? Lần này cuộc thi động phủ là cơ hội tốt để thay đổi thân phận của chúng ta. Nhưng ngươi cũng tham quá đấy, phiếu đắt như vậy mà ta chỉ lấy được đệ tam. Tả não nhì, từ trước đến giờ ngươi cũng chỉ có thể dùng tên của phụ thân ngươi để chèn ép người khác mà thôi, không ai thực sự phục ngươi cả. Nhưng nếu lần này có được động phủ, ngươi sẽ trở thành đại năng tuổi trẻ tài cao nhất. Từ nay về sau, tất cả mọi người đều phải kính nể Tả Tông Vũ ngươi. Người ngoài sẽ không thể nào nói Tả Tông Vũ ngươi là con trai của Tả Bán Nguyên, sẽ chỉ nói con trai của Tả Bán Nguyên chính là Tả Tông Vũ đại danh đỉnh đỉnh. Đây chính là ngươi mong chờ hả? Cũng là do Trình Dĩ Viễn ta kỳ vọng. Ngươi cũng muốn làm con trai của cha ta sao? Ngươi còn tiếp tục thế này, bản công tử sẽ không bán nữa. Đừng mà đùa với ngươi mà thôi. Dù gì phiếu lần này bản công tử đã mua xong rồi, nếu ngươi không bán cũng không cần phải miễn cưỡng. Không mua được thì đứng ở một bên nhìn đi, xem náo nhiệt gì chứ. 190 tấm, 95 vạn năm thọ nguyên bản thiếu gia lấy chắc rồi. Ở đây có 50 vạn năm thọ nguyên là tiền đặt cọc, phần còn lại ngươi phái người đến phủ ta lấy. Sáng khoái, không hổ là Tả nhị thiếu gia. Vậy thì phiền Tả thiếu gia ký một chữ lên khế ước, việc này cứ coi như là đã ổn định rồi. Thời gian nói không sai, Tả Tông Vũ ghét nhất là người khác tranh với hắn, không hổ là hắn. Ngươi hét giá cao như vậy, nỡ như làm hỏng kế hoạch thất bại thì sao? Yên tâm, cho dù là thất bại, 100 tấm phiếu vốn cần phải tặng cô, ta vẫn sẽ bỏ tiền túi ra để tặng cô. Ai bảo cô và bản công tử đã có hôn ước? Đùa thôi. Hừm, không ngờ rằng Trình thiếu gia vốn dĩ cũng tham lam như vậy. Vô sĩ tăng giá đều kiếm riêng. Bảo bối vô giá trong Trình phủ ta nhiều vô số kể, thọ nguyên cất chữ không chỉ 1000 vạn, sao có thể tham lam đến thọ nguyên của thời gian chứ? Thọ nguyên mà Tả Tông Vũ đưa ta sẽ toàn bộ giao cho thời gian làm học phí. Không lấy quyền ép người, không lấy võ bắt nạt người, nhưng có thể thuận lợi đạt được mục đích. Đây là thứ mà bản công tử không học được ở Trình phủ. Ây, rốt cuộc có thành hay không nó chết mất. Qua đây ngồi chút đi, mắt cũng bị người quay cho hoa luôn rồi. Những thứ đó đều là do thọ nguyên của ta, lỡ như Tả Tông Vũ không mắc bẫy thì phải làm sao? 2000 một tấm có đắt quá không? Ồ, nên trùng quay về rồi.
190 tấm, Tả Tông Vũ đã mua hết rồi, còn giao trước 50 vạn năm thọ nguyên đặt cọc. Đợi chút, 2.000 một tấm cũng chỉ có 38 vạn, lấy đâu ra 50 vạn đặt cọc? Trình Đại thiếu một tấm phiếu bán 5.000 năm thọ nguyên. 5.000 năm thọ nguyên? Ây, một tên dám tăng, một tên dám mua, là ta đã coi nhẹ các ngươi rồi. 5.000 năm, vậy tức là 95 vạn năm thọ nguyên. Mẹ ơi, phát tài rồi, ta thật sự là phát tài rồi. Xa Vô Ngạn, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Đứa trẻ Tông Vũ này mặc dù đầu óc không sáng suốt, nhưng sẽ không ngu ngốc đến mức này. Lỡ như hắn quay về tỉnh táo lại rồi lật lọng thì sao? Tiền cọc cũng đã giao rồi, phía trên thời gian còn có người. Hắn còn muốn quỵt cũng không quỵt được. Thời gian, người ra đây cho bản thiếu, còn không ra đây ta sẽ thiêu nhà người. Thật đúng là tiếng của Tông Vũ, nguy rồi nguy rồi. Thật sự hối hận tìm đến cửa rồi sao? Làm sao đây thời gian, làm sao đây? Lão già bình tĩnh, sự bình tĩnh khi ngươi hại người ở hạ giai cảnh đâu rồi? Đúng, chỉ cần là thọ nguyên đã vào túi của lão xa ta rồi thì không thể nào lấy ra nữa. Các ngươi đợi ở đây một chút, ta đi gặp trước hắn. Còn chưa đến, còn chưa đến. Có phải đã hối hận rồi sao? Có phải là đen tiền cọc đều đòi nợ rồi không? Rốt cuộc là làm sao vậy? Nếu thật sự lo lắng thì ngươi ra ngoài nghe nén không phải là được rồi sao? Ta sợ rồi, nỡ như hắn thật sự là trả lại phiếu thì phải làm sao? Cái nghiện kia của thời gian, chết cũng có thể nói thành sống. Tông Vũ không phải là một đối thủ của hắn đâu. Thời gian, tình hình thế nào rồi? Tông Vũ tìm ngươi thế nào rồi? Ta bị Tả Tông Vũ uy hiếp. Hắn uy hiếp ta, nếu ta không bán 200 tấm phiếu cho hắn, hắn sẽ thiêu nhà của ta, giết cả nhà ta, còn bán ta đến Xuân Hương Lầu làm tạp vụ. Xuân Hương Lầu rõ ràng là ở hạ giai cảnh mà, hiện giờ không phải là lúc nói cái này. Hắn cảm thấy ta rất sợ, cho nên ta chỉ có thể ký khế ước với hắn. Còn là 5.000 năm thọ nguyên một tấm, bán 200 tấm. Đây là 50 vạn tiền đặt cọc. Số thọ nguyên này chắc không phải là giả đấy chứ. Ta thử rồi, cứng luôn thật đấy. Đường đường Tả gia cũng có lúc ra mặt, cũng có làm ra việc mất mặt thế này à? Ta không hiểu, Tả Tông Vũ đã mua 190 tấm phiếu ở chỗ cổ đại thiếu, vì sao còn chạy đến chỗ cổ ta mua thêm 200 tấm nữa chứ? Việc này chẳng phải là rất đơn giản hay sao? Tổng cộng 1.000 tấm, như vậy hắn sẽ có 390 tấm. Mà người chỉ có 300 tấm, cuộc thi dự tuyển ngày mai, Tả Tông Vũ hắn sẽ là đệ nhất. Cái này không nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Đúng thật là không nằm trong kế hoạch của ta. Bị hắn dọa hết hồn. Ồ, thì ra hắn là nghĩ như vậy à? Ta biết Tả Tông Vũ ngu, nhưng ta không ngờ hắn lại ngu đến vậy. Thực ra Địa Tự Viện và Huyền Hoàng Viện có tổng cộng là 1.500 tấm phiếu, Tả Tông Vũ cũng không lấy được đệ nhất, thật đúng là đáng tiếc. Đúng vậy, thật là đáng tiếc. Lão xa, lấy thọ nguyên ra đây cho ta. Đây không phải là của ta hay sao? Đây không phải là của người. Top 4 có lẽ là Trình Dĩ Viễn, Tả Phương Kiệt, Công Tôn Tử, Châu Tử Vũ. Ta tán đồng Trình Dĩ Viễn là đệ nhất. Hắn xưng huynh hội đệ với thời gian, chắc chắn là có thể mua được nhiều nhất phiếu. Thời gian mới là đệ nhất, trong tay của hắn là nắm hết tất cả phiếu của cuộc thi dự tuyển đấy. Thời gian muốn lấy đệ nhất thì đã không bán phiếu, hắn chẳng qua là muốn nhân cơ hội kiếm một khoản mà thôi. Châu Tử Vũ và thời gian còn có hôn ước nữa, cô ta không phải càng có khả năng là đệ nhất hơn sao? Đã bị người ta bắt gian tại giường rồi, còn hôn ước gì nữa chứ? Đó là ta đã hận Châu Tử Vũ rồi, đừng nói là top 5, top 10 cũng sẽ không cho cô vào. Nếu ta thấy tứ đại gia tộc chắc chắn là đều có thể tiến vào top 5, quan trọng là đoán đúng vị trí. Vậy thì chưa chắc, việc liên quan đến vị trí tiên chủ. Những gia tộc khác ở trung giai cảnh này cũng sẽ dùng hết sức tranh giành. Không sai, đây chính là cơ hội duy nhất có thể thay đổi địa vị gia tộc trong cả ngàn năm này. Tơ lụa Bàng gia tự xưng là trung giai cảnh đệ ngũ gia tộc, nói không chừng con trai nhà hắn cũng có thể chen vào top 5. Vân gia tài lực hùng hậu, nói không chừng tài sản cũng có thể móc hết ra. Quý tộc tham gia cuộc thi tổng cộng có 24 người, nhà ai cũng có thể có khả năng tiến vào top 5. Các vị khách quý, tình báo mới nhất của Thiên Cơ Đàm, chấp pháp tư trưởng sứ và chấp bút quản đã chạy trốn, chấp pháp tư đã do Linh Vân chân nhân tiếp quản. Bởi vì Thiên Tự Viện quý tộc tập thể chống lại cuộc thi dự tuyển, nhân thố tham gia quá ít,
Vì vậy Ninh Vân Chân Nhân lại mở ra thông đạo báo danh cuộc thi dự tuyển. Cái gì? Hiện giờ còn có thể báo danh? Xếp hạng chẳng phải là sẽ thay đổi tiếp sao? Mau đi xem thử. Bởi vì tình hình cuộc thi thay đổi liên tục, thạch trụ thứ 14 đặc biệt vì chư vị khách quý đem bảng tên của 24 tuyển thủ đã tham gia ở phía bên trái. Ở bên phải bảng mới, một khi có người mới báo danh, chúng ta sẽ lập tức theo bảng tên của nó, để tiện cho chư vị điều chỉnh trình tự top 5 ở trong lòng này. Đợi ngày mai cuộc thi dự tuyển kết thúc rồi, chúng ta sẽ treo danh sách mà chấp pháp tư công bố, đem thẻ bài của 10 tuyển thủ lọt vào ở trong, lọt vào vòng trong này treo vào chính giữa, để tiện cho chư vị khách quý kịp thời đổi thưởng. Tả Tông Vũ, hắn không phải là ở hạ giai cảnh hay sao? Xem, lại treo thêm một cái. Cốc Nha, Cốc Nha mặc dù là trưởng môn ở hạ giai cảnh, nhưng tài lực cũng không thể nào tranh với quý tộc được mà. Địa tự viện cũng có người báo danh, nhân số tăng mạnh thì phải chơi thế nào đây? Như vậy top 5 sẽ càng khó dự đoán hơn. Ngọc Thanh Châu, ngươi nói lại lần nữa. 5.000 năm thọ nguyên một tấm, Tả Tông Vũ lại mua thêm 200 tấm nữa. 50 vạn năm thọ nguyên tiền cọc và khế ước đã giao rồi. Thiên Chân Vạn Xác, xác định. Tả Tông Minh mấy năm nay không dễ dàng nhỉ, có một tên ngốc như vậy làm đệ đệ. Thôi kệ đi, hắn không ngốc thì lấy đâu ra việc tốt của chúng ta. Số phiếu còn lại vẫn là phân phối theo kế hoạch cũ. Đúng, ta và đại thiếu chia mỗi người 200, cũng chính là nói hiện giờ tình hình số phiếu là trong tay ta có 510 tấm, đại thiếu có 400 tấm, Tả Tông Vũ 390, Công Tôn Niệm 100 tấm. Thật tốt quá rồi Niệm Niệm, cô là đệ tứ danh rồi. Theo như quy định, ta là đấu sĩ của tỷ tỷ, không có tư cách tham gia thi đấu. Việc này ta đã giải quyết rồi. Rất nhanh chấp pháp tư sẽ công bố một quy tắc mới. Học viên của Tam Đại Học Viện đều có tư cách báo danh tham gia cuộc thi dự tuyển ngày mai. Dù gì nữa như Tả Tông Vũ lên đây, lại không có tư cách thi đấu thì uổng công lừa hắn rồi. Nhưng mà Tả Tông Vũ cũng rất chịu chơi. Vừa đến liền tranh đi tư cách của Tả Phương Kiệt, không hổ là hắn. Quy tắc báo danh cũng có thể thay đổi thời gian, rốt cuộc người là người thế nào? Hắn là người thế nào không quan trọng, quan trọng hắn có người ở bên trên. Đúng rồi, ta đã ra giá 55 thọ nguyên, nếu như đấu sĩ chủ động bán phiếu thì chia 37, nhưng cuối cùng cũng chỉ có cô dám đứng ra. Đây là 700 năm thọ nguyên của cô. Thọ nguyên của ta, cô không phải nói muốn dựa vào nỗ lực của mình để hồi phục dung mạo, để Công Tôn Niệm nhìn thấy sự thay đổi của cô hay sao? Hiện giờ cô đã làm được rồi. Niệm Niệm, nhìn cho kỹ nhé, nhìn sự thay đổi của ta. Đồng bạn của ta dẫn ta bước lên một con đường mới. Trên con đường đó có rất nhiều cảnh sắc mà ta chưa từng nhìn thấy. Những cảnh sắc đó ta muốn cô cũng được nhìn thấy. Niệm Niệm, nhìn thấy rồi chứ? Nhìn thấy rồi, rất là rõ ràng. Tuyết Ninh nhỉ, ngày mai nhớ bỏ phiếu cho Tả Tông Vũ nhé. Trên con đường này đúng thật là cảnh sắc gì cũng có. Còn nữa, đây là danh sách của những đấu sĩ nông hộ bị rút đi thọ nguyên và gia cảnh khó khăn. Phiếu của bọn họ sẽ được bán ra đầu tiên. Chia 5 năm, mỗi người 500 năm thọ nguyên. Ta muốn mời cô và ba ô phát cho mọi người trước. Rồi xác định lại đối tượng cần bỏ phiếu vào ngày mai với mọi người. Không có người chủ động bán phiếu, cũng có thọ nguyên hay sao? Bị động bán phiếu chỉ có thể chia 5 năm, còn lại bỏ phiếu cho ta chia 46. Cũng coi như là chia theo công sức. Khốn nạn chia cái rắm, nợ của Tả Tông Vũ còn chưa quyết toán đâu. Số thọ nguyên đó có lẽ là không thu về được đâu. Quên mất cái này, Tả Tông Vũ về Tả Phủ sẽ biết được tổng số phiếu là 1.500, hắn tuyệt đối là sẽ quỵt nợ. Làm sao đây? Lão xa, ngươi thì đừng tham quá. Chúng ta đã lừa được của hắn 100 vạn năm thọ nguyên rồi. Hiện giờ chúng ta nên quan tâm đến là sau khi hắn quay về sẽ có phản ứng liên hoàn thế nào. Ây, người còn có bao nhiêu bất ngờ mà bản công tử không biết đây. Nhìn thấy chưa, cuộc thi dự tuyển ngày mai ta sẽ dùng 390 phiếu này mà chiến thắng. Đây chính là tuyệt diệu kế của Tả Tông Vũ ta. Đừng kích động vậy chứ, bình tĩnh, ổn trọng, về sau ông chính là nhị thúc của tiên chủ đấy. Cuộc thi dự tuyển tổng cộng có 1.500 phiếu, ngươi có 390 phiếu, có thể lấy được đệ nhất gì chứ? Nói gì vậy chứ, rõ ràng chỉ có 1.000 phiếu. Địa tự viện và Huyền Hoàng viện tổng cộng là có 1.500 học viên, thời gian đã mua sạch toàn bộ rồi. Ai nói với ngươi là chỉ có 1.000 phiếu chứ? Là Trình Dĩ Viễn.
Trình Dĩ Viễn, ngươi vậy mà lại tin lời hắn. Trung Giai Cảnh tùy ý tìm bất kỳ ai để hỏi cũng đều biết tổng nhân số là bao nhiêu. Tên ngu nhà ngươi, vậy ta là bị lừa rồi sao? Nhị thúc, ta có phải là bị lừa rồi không? Bị lừa rồi, thật sự là bị lừa rồi. Trăm vạn năm thọ nguyên cứ như vậy mà mất rồi. Ê, gia hỏa lừa đảo vô lại, lòng dạ đen tối. Trung Giai Cảnh đen tối quá đi, ta không chơi nữa. Ta muốn về nhà, về hạ giai cảnh. Đứng lại, ngươi bỏ ra trăm vạn năm thọ nguyên mua về vị trí tiến vào cuộc thi dự tuyển thì bắt buộc là phải lấy được một động phủ cho ta, phi thăng thượng giai cảnh. Đúng nhỉ, ta còn có thể đến thượng giai cảnh. Đến thượng giai cảnh để cha ngươi biết ngươi đã làm những gì ở trung giai cảnh. Ơi đừng mà, ta không đến thượng giai cảnh đâu. Công tôn gia không phải là chống lại cuộc thi dự tuyển hay sao? Ta không tham gia có được hay không? Ta muốn về nhà. Thì ra là vậy, công tôn đã liên hợp quý tộc chống lại kế hoạch của người. Ngươi lại dùng cách này để lừa gạt tả gia ta, để ta không thể nào không phá vỡ liên hợp, đảm bảo ngày mai cuộc thi dự tuyển ngày mai thuận lợi cử hành. Hay cho thời gian, hay cho quảng lăng truyền thế, tất cả những thứ này đều do ngươi đã lên kế hoạch nhỉ? Xem, lại có người báo danh rồi. Ba ô, nghe giống tên của một kẻ tiện dân vậy. Nếu như người báo danh càng lúc càng nhiều, số vé lúc trước chẳng phải là bán vô ích rồi sao? Đám tiện nhân kia không có thọ nguyên để mua phiếu đâu. Nỡ như lại có quý tộc khác báo danh thì sao? Giống Tả Tông Vũ vậy. Việc đăng ký báo danh bổ sung vì sao không công bố sớm hả? Đúng thế, đột nhiên thêm người thì không công bằng đâu, bởi vì số lượng người tham gia thi quá ít. Chấp pháp tư mới tạm thời quyết định mở lại đăng ký, chúng ta cũng chỉ vừa mới biết được. Cũng chính là nói, bởi vì sự khống chế của công tôn lễ nên mới xuất hiện sự rủi ro là lãng phí số vé hay sao? Nếu như không có khống chế, vậy những quý tộc kia có thể thuận lợi tham gia. Như vậy, việc mở lại đăng ký có thể dừng lại rồi nhỉ? Cho nên bắt buộc là phải khiến cho công tôn lễ giải trừ khống chế, nếu không vé của chúng ta đều sẽ lãng phí hết. Công tôn gia là tứ đại gia tộc thì đã sao chứ, thế lực gia tộc của chúng ta cũng không phải là làm cảnh. Chuyện nói về, để cha ta lập tức đến thiên tự viện chống lại công tôn lễ. Chống lại công tôn lễ, tất cả quý tộc đều tham gia chống lại công tôn lễ. Những quý tộc này có lẽ có thể giúp đỡ cho thời gian rồi, ta cũng nên đến chỗ hẹn với hắc đồ công rồi. Công tôn lễ, ngươi vậy mà lại tự ý dùng đến tiên quân, còn đem con cháu của quý tập giam lỏng ở thiên tự viện, tội tăng một bậc. Ngươi không sợ ta sẽ báo lên để hủy đi vị trí tôn chủ của ngươi hay sao? Đám này chỉ là thân vệ phủ binh của công tôn gia ta thôi, còn về đám con cháu quý tộc kia, một khi thả bọn chúng ra thì sẽ mua phiếu với thời gian mất. Cuộc thi dự tuyển ngày mai sẽ thuận lợi cử hành, đến lúc đó ngươi có hối hận cũng không kịp đâu. Đừng giả vờ nữa, công tôn niệm đã mua 100 phiếu rồi, ngươi còn muốn giải thích gì nữa? Cái gì? Công tôn tôn chủ đã mua 100 phiếu rồi, cần gì phải ngăn cản chúng ta nữa chứ? Ngươi thật đúng là tham lam quá đấy, mau thả ta ra đi, cản bọn chúng lại, mau đừng để bọn chúng qua đó. Cha ta đến rồi, gia gia ta ở đây. Giả Bạch làm việc không nhìn người. Công tôn tông chủ xin đắc tội, còn không chạy mau, chạy đi, mau đến thời phủ, nếu muộn nữa thì sẽ không kịp đâu, mau lên, đứng lại. Sao? Công tôn tông chủ muốn trực tiếp ra tay với con cháu của quý tộc hay sao? Chết tiệt, mau nhanh nhẹn dọn dẹp đi cho ta, tiếp tục thêm củi thiêu sạch sẽ đi. Thời gian, Trình Dĩ Viễn, dám lừa bản thiếu gia, bản thiếu gia sẽ thiêu các ngươi thành heo quay. Ê, thứ gì xấu quá vậy? Ây à, tiểu gia nhi ngươi thật lãng phí quá, phí nhiều mê dược như vậy, bọn họ cũng không thả thọ nguyên. Không thanh sư phụ cũng muốn phiếu của cuộc thi dự tuyển hay sao? Không phải vẫn còn chỗ trống ba vị trí hay sao? Cho lão đầu một cái đi. Cho gì mà cho, muốn mua thì lấy thọ nguyên ra, 1.000 năm một tấm. Tiểu gia nhi đến. Tả Tông Vũ này vừa rồi định phóng hỏa thiêu chết các người, lão đầu tử đã thay các người bắt hắn rồi. Bị lừa thì thôi đi, còn phóng hỏa còn bị người ta bắt lại, vận khí này của Tả Nhi thật nà. Còn nữa,
Nghe nói người từng thụ hình ở Tả phủ, khi Tả Phương Kiệt kia muốn đổi thành mặt của Tả Tông Minh, lão đầu tử cố ý không nói với hắn. Tiểu An có thứ càng tiện hơn như biến thân đàn, cũng coi như là thay ngươi báo thù rồi. Thứ hai này cộng vào, có thể trừ đi phía Mô Thọ Nguyên hay không? Không, thay sư phụ, thực ra không được, ân tình là ân tình, thọ nguyên là thọ nguyên. Đây là y thư mà lão đầu tử dùng hết tâm huyết cả đời để viết ra, chỉ có thiếu ghi chép về một phương, về một viên tiên dược trong động phủ là có thể hoàn thành. Lão đầu tử chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện trước khi chết mà thôi, các người xem. Thôi đi, chiêu kích khổ này của lão phu đã dùng từ lâu rồi, vô dụng với thời gian mà thôi. Ây, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm hỏng. Công tử, bên ngoài có rất nhiều quý tộc, nói là muốn mua phiếu của ngài, cuối cùng cũng đến rồi. Lão xa, còn lại hai vị trí cuối cùng thôi, ngươi đi đi, để bọn họ đấu giá, kẻ ra giá cao thì mua được. Loại việc thế này, Sa tổng là có kinh nghiệm nhất mà không phải hay sao? Lễ, người thật khiến bản gia chủ thất vọng quá đấy. Gia chủ bớt giận, nếu không phải là do Tả Từ Thành nhúng tay thả đi những quý tộc đại tử kia, lấy cớ cuộc thi dự tuyển động phủ lần này liên quan đến kế thừa tiên chủ kỳ tiếp theo, từ kim chiếu lệnh rơi vào tay kẻ khác, tứ đại gia tộc ta chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho giới tiên ma hay sao? Nhưng hiện giờ tất cả quý tộc đều ủng hộ cuộc thi dự tuyển, thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể ngăn cản được bọn họ. Thời kỳ phi thường thì phải dùng thủ đoạn phi thường, ý của người là Lễ, người chính là lãnh tụ huyết mạch chính thống trong Công Tôn gia ở trung giai cảnh, sẽ không giống ba gia chủ khác khiến thượng giai cảnh thất vọng đâu nhỉ? Tả Từ Thanh bọn họ đã khiến thượng giai cảnh thất vọng rồi, gia chủ nói như vậy là có thể ra tay với bọn họ rồi. Đúng, bọn họ đều là thất thế, vừa hay có thể nhân cơ hội này. Lễ đã hiểu, Công Tôn Niệm hình như muốn dùng danh nghĩa cá nhân tham gia cuộc thi dự tuyển, có việc này hay không? Niệm nhi tuổi còn nhỏ, chắc hẳn là chịu sự dụ hoặc của người ngoài. Công Tôn Niệm mặc dù không có huyết mạch truyền thừa, nhưng vẫn là con cái của tông chủ. Lần này quậy phá như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Công Tôn gia, ngươi định xử lý thế nào? Gia chủ, Niệm Niệm đã bị người ta lừa, xin người hãy cho ta một cơ hội, ta sẽ khuyên Niệm Niệm từ bỏ thi dẫn nó về nhà. Nhấn nghe gia chủ bàn việc, tự ý xông vào tư phòng của gia chủ. Công Tôn Lễ, ngươi chính là dạy dỗ con gái như thế này sao? Thứ khốn nạn, còn không mau quỳ xuống nhận sai. Là ta đã mạo phạm gia chủ, không liên quan gì đến cha ta hết. Câm miệng. Gia chủ, chỉ vì sợ chết mà cảm thấy có lỗi với hai đứa con gái này, cho nên ta ngày thường mới thả lỏng cho hai tỷ muội chúng, mong gia chủ bớt giận. Tình nghĩa của ngươi đối với vong thê thật sự đúng là một chuyện đặc sắc ở trung giai cảnh. Nhưng ngươi vì ả mà không chịu cưới vợ sinh con, ngày sau vị trí Công Tôn tôn chủ ở trung giai cảnh sẽ do ai kế thừa đây? Tư nhi có huyết mạch truyền thừa, sao hả, lẽ nào ngươi cũng muốn giống Châu gia để một nữ nhân làm gia chủ? Lễ, nếu ngươi không ngăn cản được cuộc thi dự tuyển ngày mai, vậy thì rút lui về nhà, về sau mà nghỉ ngơi đi, bản gia chủ sẽ đích thân sắp xếp hôn sự cho ngươi. Để ngươi sinh ra tư tưởng, để ngươi sinh ra trưởng tử kế nhiệm vị trí trong tông chủ của Công Tôn gia. Cha, không sao chứ? Con đảm bảo nhất định sẽ dẫn được muội muội con về chứ? Tư nhi, nếu Niệm nhi nhận này thật sự lấy danh nghĩa cá nhân tham gia cuộc thi dự tuyển, gia chủ tuyệt đối là sẽ không tha cho nó, nhẹ thì đuổi ra khỏi Công Tôn gia, nặng thì là tội chết. Cha đã mất đi vợ rồi, không muốn lại mất đi con gái nữa đâu. Tư nhi, con sẽ giúp cha cứu muội muội về chứ? Đúng không? Con hiện giờ sẽ đi tìm Niệm Niệm. Ơi, không cần đánh nhau đã có thể tiến vào động phủ, không cần hại người thì có thể kiếm được một vố. Động phủ bí bảo, hồn pháp vô số, lão phu sau khi tiến vào tu vi nhất định là sẽ tăng lớn, nói không chừng còn có thể thăng lên 2 cấp, đến thẳng danh túc, thoải mái. Nhìn dáng vẻ của bọn họ đi, tiểu gia tử khí,
Đi đi, đừng để mùi nghèo khổ truyền cho bản công tử đây. Công tôn nữa tuyệt đối sẽ không để yên đâu, cho nên đêm nay mới là mấu chốt. Bắt đầu từ bây giờ mọi người đừng phân tán hành động, đều lưu lại thời phủ, cùng nhau đối phó. Đợi ngày mai cuộc thi thuận lợi kết thúc mới coi như là định cục. Đấu giá đã kết thúc rồi, mời ngài về cho. Cút đi, có biết bản tiểu thư là ai hay không? Cút đi, tỷ tỷ. Niệm niệm, muội thật hư quá đi, vì sao lại cứ phải lăn lộn cùng với đám người này chứ? Mau cùng ta về nhà đi. Lại là người, rốt cuộc ngươi muốn hạ Niệm Niệm đến mức độ nào chứ? Muốn hạ Niệm Niệm chính là cô, cái gì? Những năm nay trên dưới công tôn phủ hoàn toàn không có ai coi cô là nhị tiểu thư, sẽ chỉ nén nói xấu cô ấy là không có huyết mạch truyền thừa ở sau lưng, mà cô thân là tỷ tỷ ruột, không chỉ không bảo vệ cô ấy, còn coi cô ấy là tỳ nữ mà tùy ý sai khiến, thậm chí để cô ấy mạo hiểm tính mạng đánh động phủ thay cô. Thứ hạ tiện, từ lúc nào đến lượt ngươi nói chuyện chứ? Tiểu Tuyết, cô chính là tỷ tỷ của phu nhân ta hả? Đừng có ngông cuồng trước mặt Trình Dĩ Viễn ta như vậy, nếu không đợi khi ta lấy muội muội của cô, không chỉ là làm hoành tráng, còn phải bắt cô gả cùng. Cô làm lớn, cô làm nhỏ. Cô ấy làm lớn, cô làm nhỏ. Đồ vô sỉ, ây, đánh không trúng. Tránh ra. Tiểu Tuyết là bằng hữu của ta, bằng hữu tốt nhất, mong tỷ tỷ tôn trọng cô ấy. Ta không cho phép muội tham gia vào cuộc thi dự tuyển, mau về nhà cùng ta. Tuyết Ninh Nhi, năm đó nếu không phải là ta kịp thời nói với cha, ngươi muốn nửa Niệm Niệm đi, nó sẽ thật sự bỏ lại chúng ta. Hiện giờ ngươi còn muốn lừa nó nữa sao? Tỷ tỷ, là tỷ đã nói ra chuyện, ta và Tiểu Tuyết muốn trốn đi sao? Ta à, muốn lừa muội đi làm lưu khấu, không đáng chịu phạt hay sao? Niệm Niệm, vì sao muội nguyện tin một người ngoài cũng không chịu tin tưởng ta chứ? Công tôn Niệm, ngày mai ta sẽ đến cưới hỏi. Đại thiếu, ngài đừng gây thêm loạn nữa. Công tôn lẽ thật đúng là phụ thân của chúng ta sao? Muội muội nói gì chứ? Tỷ tỷ, di vật của mẫu thân ta trước giờ chưa từng lấy ra cho tỷ xem, đây là lần đầu tiên. Trước khi mẫu thân qua đời từng nói với ta, phụ thân thật sự của chúng ta nếu nhìn thấy nó, chắc chắn là sẽ nhận ra. Tỷ tỷ, người tặng ngọc cho mẫu thân là ai? Phụ thân thật sự của chúng ta là ai? Cha, chắc không phải, lại là Quảng Lăng đấy chứ. Tiểu tử thối, đừng có cái gì cũng đổ lên đầu của bản quân chứ. Không ổn, bản công tử về sau phải xin cưới hỏi với ai đây? Niệm Niệm, muội điên rồi sao? Nói linh tinh gì vậy? Cha vì mẫu thân, thà rằng phản bội lệnh của gia chủ cũng không chịu đi bước nữa. Ông ấy yêu nương thân như vậy. Muội nói những lời này chính là sỉ nhục cha, cũng chính là sỉ nhục nương thân. Yêu, ông ta yêu nương thân, ông ta yêu thật sự yêu. Vì sao muốn giết bà ấy? Ta không cho phép muội vu oan linh tinh cho cha mẹ. Ngọc gì đó chứ, ném nó đi. Đây là di vật duy nhất của lương thần. Công tôn tử, cô bắt nạt người quá đáng. Niệm Niệm, theo ta về nhà. Ây à, nữ nhân đánh nhau rồi, đừng đánh nữa, để ta vào can. Còn xem náo nhiệt nữa, mau giúp đi. Ta nói này mấy vị tỷ tỷ, nhà vừa sửa xong. Bạch Bất Thải. Trường huấn luyện dưới lòng đất, bắt được hắn rồi, mau kéo về đi. Chú ý đề phòng, đối phương là Quảng Lăng truyền thế, sau khi kéo lên thì lập tức động thủ. Đây chính là Quảng Lăng truyền thế sao? Sao lại ngất đi rồi? Thuật dịch hình hoán vị có thể xé nát không gian, bắt người kéo về trước mặt. Kéo về trước mặt người thi triển thuật, không gian hoán vị dẫn đến thần hồn gặp phải xung kích, ngất đi cũng là bình thường. Hắn chính là Quảng Lăng truyền thế đấy. Chút xung kích thế này đã ngất đi thì đúng là quá yếu. Tiểu thư thối, mau tỉnh lại đi, xảy ra chuyện lớn rồi, tỉnh mau. Đừng ngồn, ta giả ngất thôi, nếu không sao có thể nghe nén được bọn họ. Hiện giờ phải làm sao? Đây, công tôn tôn chủ lệnh cho bắt Quảng Lăng truyền thế thì phải lập tức giết chết. Ra tay không? Công tôn nễ, đây là chó cùng rứt dậu, muốn trực tiếp phạm quy giết người hả? Đợi đã, nếu như Quảng Lăng truyền thế đã ngất đi rồi, vừa hay giao hắn cho tiền bối kia xử lý. Vị tiền bối đó ai vậy? Ý của ngươi là nếu kẻ này thật sự là Quảng Năng truyền thế, do vị tiền bối kia giết chết, giết chết hắn cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của hắn rồi. Nếu kẻ này là giả mạo, chúng ta lại giết cũng không muộn. Chúng ta nhận được huyết mạch ân từ của vị tiền bối đó,
Như vậy cũng coi như là báo ân rồi, tán thành. Nhân lúc tông chủ còn chưa đòi xác, mau đem quảng năng chuyển thế xuống đó đi. Không sai, là người của trường huấn luyện dưới lòng đất của công tôn gia đã bắt thời gian. Sao cô lại nhìn ra được? Mặc dù vô cùng mỏng manh, nhưng đúng là ta cảm ứng được huyết mạch tàn lưu của vị đại năng đó. Tầng sâu nhất của trường huấn luyện dưới lòng đất này của công tôn gia nhốt một vị đại năng thần bí. Hắn mặc dù là dân tán tu nhưng lại sở hữu huyết mạch truyền thừa, từng được xưng là kiếm thánh mạnh nhất ở trung giai cảnh. Nhưng không biết vì sao, mấy trăm năm trước vị kiếm thánh đó lại chủ động tiến vào trường huấn luyện dưới lòng đất của công tôn gia, còn lấy cung cấp huyết mạch làm điều kiện để đổi lấy bế quan hành ở dưới tầng thấp nhất, mạnh nhất. Người ngoài cường hành tiếp nhận huyết mạch của ông ta sẽ hình thành tổn thương với bản thân, thời gian duy trì cũng có hạn. Nhưng vì đã nhanh chóng nâng cao tu vi, rất nhiều người ở trường luyện dưới lòng đất đều đã tiếp nhận huyết mạch tăng cường của ông ta, bao gồm cả ta. Cho nên ta có thể cảm ứng được tàn lưu loại huyết mạch này. Là cô đã thông đồng với cha cô, cố ý chạy đến đây gây ra hỗn loạn để dịch chuyển sự chú ý của chúng ta. Tiện nhân, ngươi lại dám vào tay với, chạm vào bản tiểu thư. Ta đi cứu ngài ấy, chúng ta cùng đi. Đứng lại, nếu như không phải vì chúng ta, vì giúp cha cô bắt quảng năng truyền thế, sao cô có thể chạy đến đây, chạy đến thời phủ cơ chứ? Không được chạm vào ta, buông ra buông ra. Trường huấn luyện dưới lòng đất tụ tập lượng lớn đại năng của cảnh giới cường giả hồn pháp của trung giai cảnh. Đi rồi thì chỉ có đường chết thôi. Thời gian cũng đã tặng tư cách thăng cấp cho người. Ngươi hiện giờ lại bắt chúng ta lấy chết không cứu. Cứu gì mà cứu, thọ nguyên đã trong tay rồi, mau chạy đi thôi. Ta cũng tán thành không cứu. Tài năng của trường huấn luyện dưới lòng đất hoặc là không có khả năng, chỉ có bản thân trả nợ, hoặc là đắc tội quý tộc bị phạt đến đây. Còn có một số người thần hồn đã hủy, không có duyên lên thượng giai cảnh, cho nên muốn tự sáng tạo ra hồn pháp cường đại hơn ở trong khả năng có thể, để thế nhân đều có thể học tập và ghi nhớ, coi như là một dạng diễn tiếp của sinh mệnh. Những đại năng này mỗi ngày ngoại trừ tu hành thì chính là đối chiến với nhau kiểm nghiệm hồn phách, trở nên càng lúc càng nóng nảy điên cuồng. Đa số người đều chỉ tin tưởng một nguyên tắc, sống sót chính là để đấu đến chết. Vậy chẳng phải là một đám điên hay sao? Ngài ấy đã nói sẽ cùng ta đi tìm lý do tử vong của phụ mẫu, ta không thể nào để ngài ấy chết. Tiểu gia nhì, ngăn ba ô này. Động thủ được nắm lên. Hay cho một màn bắt tặc thì bắt vương trước. Không hổ là công tôn gia quen thuộc binh pháp. Lập tức liền khiến một đám người tự mâu thuẫn. Ây, đừng dừng chứ, tiếp tục đánh. Đánh đến gà bay chó chạy cho ta, sống chết cho ta. Giúp công tôn lễ đem người của mình đưa hết vào trong. Đánh đi, mau tiếp tục. Đừng nói linh tinh nữa, ngươi lại có cách gì rồi? Cách thì bản công tử tự nhiên là có, chỉ đợi bao giờ các ngươi chịu dừng lại thôi. Bao tri ân có đó không? Ngươi lập tức phái ninh trùng đến thiên tự viện thông báo sở bạch viện trưởng, để ông ta đem tất cả học viên của địa tự viện và huyền hoàng viện đều bảo vệ này. Công tôn lễ rất có thể sẽ ra tay với bọn họ. Nhớ kỹ, sau khi tập trung người thì đưa đến thời phủ. Nhìn dáng vẻ ngu xuẩn của các ngươi đi, việc đơn giản như vậy mà không nghĩ đến hả? Muốn ngăn cản cuộc thi dự tuyển ngày mai, công tôn lễ chỉ có 3 lựa chọn: diệt trừ thời gian, diệt trừ tất cả học viên bỏ phiếu ngày mai, hoặc là lựa chọn cả hai điều kiện. Sao ngươi biết được công tôn lễ sẽ ra tay với học viên? Rất đơn giản, nếu như ta muốn ngăn cản cuộc thi dự tuyển ngày mai, thời gian và đám học viên kia bản công tử đều phải đuổi cùng giết tận. Vậy ngươi còn dẫn bọn họ đến thời phủ làm gì? Vây lại đây là công tôn lễ có thể một lưới tóm gọn rồi. Công tôn lễ có thể phái người đến để thu hút sự chú ý, bản công tử cũng có thể dương đông kích tây, tranh giành thời gian cứu người cho các ngươi. Nhìn gì mà nhìn, ta móc mắt của ngươi ra bây giờ. Miệng thật độc, vốn tưởng rằng dựa vào tính cách của ngươi sẽ trực tiếp điều động phủ binh chinh phủ, xông vào trường huấn luyện để đòi người. Nếu bản công tử như vậy, không hổ là vị hôn thê của ta. Tiếc rằng bản công tử cứ đòi tham gia cuộc thi dự tuyển với thời gian đã bị thúc tổ hạ lệnh cấm, hiện giờ không điều động được một binh một tốt nào hết. Tên đồ tể kia, niệm niệm trở thành vị hôn phu của ngươi lúc nào chứ? Còn dám nói ninh tinh, ta sẽ xé lát miệng của ngươi. Tỉ tỉ, để hắn nói xong kế hoạch đã. Trước mắt vật cá cược lớn nhất của chúng ta chính là người thừa kế đại nhất của tam đại gia tộc đều ở đây.
ít nhất chúng ta còn có thể lấy chính mình làm con tin để xông vào trường huấn luyện dưới lòng đất. Chỉ là cửa vào của trường huấn luyện dưới lòng đất này của công tôn gia này thì... Cửa vào trường huấn luyện dưới lòng đất này có trọng binh canh giữ, muốn chính diện xông vào căn bản là không thể nào. Không xông vào được cũng phải xông, cho nên chúng ta cần đi một con đường khác. Một con đường khác để ám sát quảng năng truyền thế. Ta đặc biệt đã đào ra một con đường từ trường huấn luyện dưới lòng đất, muốn đến cứu hắn có thể đi từ nơi này. Thói quen đào hố không tốt đâu, sau khi thành thân không được đào trong nhà đâu đấy. Ý, lần này vậy mà lại không ra tay. Được, hiện giờ nghe bản công tử sắp xếp kế hoạch tiếp theo đây. Nếu không phải là thua cho quảng năng, ông ta cũng sẽ không đọa nhập trường huấn luyện điên cuồng và tu luyện. Vốn là vì chiến thắng quảng năng quân, ai ngờ không dễ gì có thể tu thành tâm hồn pháp, lại nghe thấy tin quảng năng vẫn lạc. Người này rốt cuộc có phải là quảng năng chuyển thế hay không? Vị tiền bối đó năm ấy đại chiến với quảng năng 3 ngày 3 đêm, tự nhiên có thể phán đoán ra được kiếm thánh mạnh nhất trung giai cảnh. Từ đó phong kiếm ngủ sâu, chúng ta cũng không còn cơ hội nhìn thấy kiếm thuật động lòng người của ông ấy nữa. Ây, đừng nói nữa, đến rồi. Đây chính là kiếm thánh mạnh nhất trung giai cảnh. Lợi hại, trong thời gian ngắn lại có thể đào ra địa đạo rộng lớn như vậy. Nắm đấm của Niệm Niệm còn có uy lực phá núi, chút việc nhỏ này không làm khó được cô ấy đâu. Có cơ hội, lão phu nhất định là phải giao thủ với cô một phen. Nắm bắt thời gian, Trình Dị Viễn đã nói rồi, phải cứu ra thời gian trước cuộc thi dự tuyển ngày mai. Lão đầu tử chỉ phụ trách trị thương cho các người, nhân tiện lấy mấy tên đại lang thử thuốc mới, cũng chưa chắc sẽ thụ thường. Dù gì chúng ta cũng vẫn có con tin. Thả ta ra, Niệm Niệm, mỗi làm như vậy phụ thân sẽ tức giận đấy. Còn có người này là ai vậy hả? Vì sao lại nhốt hắn cùng với ta? Niệm Niệm, Niệm Niệm. Ăn uống, tất cả đều vui vẻ lên cho bản công tử. Lão huynh đệ uống rượu. Trình thiếu gia thật sự không có hộ vệ sao? Lão phu chắc là sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ. Thời gian là kẻ đầu tiên mà công tôn lễ muốn tiêu diệt. Sớm biết sẽ sắp xếp cho lão phu việc xấu thế này, còn không bằng cùng bọn họ đến trường huấn luyện. Yo, đây là chuyện gì vậy? Trình thiếu gia, người phái người thông báo đến Sở Bạch, nói đại ca bị bắt đi rồi. Vậy người ở đây lại là ai vậy? Sở Bạch viện trưởng đến rồi à? Mau chóng xuống đây cùng bản công tử uống một nỉ. Hắn không phải là thời gian, là xa trưởng môn, bái kiến Sở Bạch viện trưởng. Bản công tử đặc biệt lấy mấy viên biến thân đan từ chỗ không thành, tìm người biến thành dáng vẻ của đám người thời gian. Đợi khi công tôn lễ bao vây thời phủ, sẽ nghĩ rằng nơi này sẽ không hề xảy ra chuyện, thì sẽ tự loạn trận pháp, sẽ kéo dài thời gian hơn. Thì ra là vậy. Trình thiếu gia, học viện của hai đại học viện Sở Bạch đã giấu vào trong bức tranh khu rừng rồi, đương nhiên cũng đã để manh mối cho người của công tôn lễ. Có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ dẫn binh bao vây nơi này, rất nhanh sẽ có náo nhiệt rồi. Được rồi, bản công tử thích nhất là náo nhiệt. Tầng đáy trường huấn luyện dưới lòng đất, kiếm thánh tiền bối trên mặt hồ bình lặng như gương. Chắc hẳn là kiếm thánh tiền bối hiện giờ vẫn đang ngồi chiến với quảng năng truyền thế ảo hóa ở trong thần thức không gian. Tuyệt đối là đừng làm phiền, cẩn thận bị kiếm khí ngộ thương. Tiểu tử thối không ổn rồi, cho dù là loại danh túc cảnh đại năng như Sở Bạch, thần hồn và linh lực của hắn đều không thể nào bình hòa như vậy. Bán quân, cách kiếm thánh này gần như vậy cũng không thể nào cảm nhận được một tia chấn động linh lực nào hết. Loại người này hoặc là không chút tu hành, hoặc là thần hồn đã tu đến dung nhập với thiên địa rồi. Lấy mạng người khác chỉ là trong chớp mắt. Ý, sao lại cảm thấy đầu có chút đau? Lần thứ 99.999, ta vẫn là không thể nào phá giải một chiêu năm đó của người. Quảng năng, cho dù là trong thần thức không gian của ta, ngươi vẫn mạnh hơn ta sao? Huyết mạch tháng này đã lấy đi rồi, còn có việc gì nữa? Vãn bối không cố ý làm phiền kiếm thánh tiền bối, chỉ là hy vọng tiền bối có thể giải nguy cho chúng ta. Nói, kẻ này gọi là thời gian, từ hạ giai cảnh phi thăng lên trung giai cảnh, nhưng người này còn có một thân phận khác, quảng năng truyền thế. Chúng ta to gan mời tiền bối nhận diện, nếu hắn thực sự là quảng năng truyền thế, vậy thì sẽ giao cho tiền bối xử tử. Nếu là giả mạo, chúng ta sẽ dẫn hắn đi tự mình xử tử. Liền tiền bối thay chúng ta giải vây.
xong kiểu gì thì cũng sẽ phải chết. Tiểu tử thối bị hai tên này dẫn đi thì vẫn còn cơ hội sống, nhưng nếu rơi vào tay của kiếm thánh này thì chắc chắn là phải chết 800 lần. Nhất định là phải ẩn giấu kỹ thân phận. Bạch Bất Thải và linh lực của bán quân tuyệt đối là không được sử dụng ở trước mặt hắn. Kỳ nạ, kiếm của ta sinh ra cộng hưởng với kẻ này. Các ngươi lui xuống, ta muốn nói chuyện riêng với kẻ này. Tiền bối, nếu kẻ này không phải là Quảng Lăng truyền thế, chúng ta vẫn cần phải dẫn hắn đi. Lùi, ấy, thật sự đi rồi. Không phải chứ, thân phận bại lộ rồi sao? Không dùng Bạch Bất Thải, linh lực cũng đã giấu đi, sao lại có thể bại lộ được chứ? Hay là nhập lên người của tiểu tử ngươi để chạy đi? Không được, nhập lên người ta. Nhập lên người chẳng phải là trực tiếp thừa nhận thân phận rồi sao? Ây, việc này phải làm sao mới ổn đây? Lấy ra đây đi. Cái gì? Vì sao ngươi lại có vật này? Ây, kiếm thánh tiền bối, biết viên ngọc này sao? Viên ngọc này vốn là trang sức trên kiếm của ta. Nói đi, vật này ngươi lấy ra từ đâu? Không, không phải chứ. Lẽ nào phụ thân ruột của Công Tôn Niệm chính hả? Trước khi mẫu thân qua đời từng nói với ta, phụ thân thật sự của chúng ta nếu nhìn thấy nó chắc chắn là sẽ nhận ra ngay. Cha, Hà Nhi cuối cùng cũng tìm được người rồi.